như chưa hề có cuộc chia ly ngoài đời thật. Người phụ nữ ở xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị mất tích suốt 8 năm. Nay đột nhiên xuất hiện, đặc biệt chị còn mang theo chồng và 4 đứa con. Ôi, buông chậu vô. Giờ đi ngang qua con trù bằng biển nè. Quên gây quả nổ mê. Tôi giờ mày chú, tôi giờ mày chú công an nó, tôi đời mua mày chú, tôi năm đời chú. Mấy năm rồi? 8 năm rồi. 8 năm. Thì về với bao lâu? 8 tuổi. Đi đi là đi là về với bao lâu cách được. Tôi giờ mày chú, tôi từ. Rồi rồi. Bốn con này bốn cháu vô. Bốn đứa là thêm bốn khâu nữa. 8 năm rồi đi. 8 năm. 8 năm mà đứa rồi. Mười năm. Tuổi 7 tuổi đó. Đứa 2 tuổi đương tuổi. Thôi bố tay để chồng bố mấy. Mày giúp cho nè. Ui trời, nạt thêm đứa đi là tôi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đấy ở trong Bình Dương à? Ở Bình Dương hay Bình Phước? Ở ra thành phố. Thành phố luôn hả? Ở rồi quận 6 á. Quận 6 á. Rồi rồi. Đi vô. Ông trong đó.